Xin kính chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác đây là Ultra Homelander H1-215, là đầu tiên giới thiệu với toàn thể các bác. Trọng lượng nguyên thùng là 45,5 kg. Nguyên đai nguyên kiện nguyên thùng là chỉ có phân tần, họng kèn, home chest. Đấy. Và cái mẫu này thì hiện tại bên em đang còn một vài đôi nên là sử dụng nốt vài cái kèn là dây cũ nhá. Đây là nợ đơn của các bác thì báo cáo mà các bác là nợ đơn và gửi giá thôi. Còn là sau là tất cả nó sẽ lên giá hết, bởi vì gần đây em mới nhập được cái họng kèn là Home Diary kèn xịn này, nó sẽ đắt hơn. Đấy. Thì như mẫu này hiện tại từ trước giờ bên em đang có bán thì cũng phải chia sẻ luôn với các bác như này. H1-215 nếu như các bác sử dụng thêm cả cái phụ kiện treo ấy thì là sẽ cộng thêm là 1,2 triệu cái tiền chi phí phát sinh, đó là cái chốt dây này. Đấy. Một đôi H1-212 thì là sử dụng là 4 chốt trước một thùng. 1 2 bên kia nữa 2 chiếc nữa là 4, nhưng cái này thì lại phải 8 chốt trước một thùng. Tức là 16 chốt trước một đôi. Thì là tiền phụ kiện nó sẽ đắt hơn là 2,4 triệu tiền phụ kiện. Nhưng mỗi này hiện tại bên em đang bán là 5,2 triệu. Là cấu hình như thế này, thùng phân tần, bao ship, được chưa? Thùng phân tần họng kèn như này và bao ship cho các bác. Còn các bác lấy thêm phụ kiện dây treo thì đặt trước cho em thêm tiền nữa thì nó sẽ đắt hơn. Đấy. Là vào 7,6 triệu là cả thùng, cả phân tần, cả khung treo. Rất to, rất nặng, nhưng mà cái loại ý thì treo nó phải 4 chốt cơ thì nó mới chịu được cái tổng trọng lượng khủng khiếp của cái loa này. Và gần như là không cần, bởi vì các bác đánh mặt đất thôi. Con này có tổng chiều cao là hơn 1 mét. Cụ thể bao nhiêu thì em không báo cáo trên đây, bởi vì báo cáo trên đây các bác sẽ thấy to quá. Nhưng một chiếc này nó có thể sơi được 2 đến 3 cặp dây. Dây 30 thì sơi được 3 cặp. Một chiếc này có thể sơi được 3 cặp, 3 chiếc. Còn nếu như một đôi này thì 6 chiếc. Đấy. Cái này mà các bác đánh so sánh với dây 40 thì một chiếc này ăn được một đôi. Các bác xem nhé, cấu hình rất là khủng bố, đại ca đại tẩu, quay tráng. Hiện tại là 5,2 triệu cấu hình này. Còn sang họng kèn này thì là 5,5 triệu. Đấy. Cấu hình hoành tráng các bác nhé. Em sẽ quay cho các bác xem cái phần sau. Phân tần sử dụng trên cái mẫu này, đây là khắc sai số nhé. H1-215 cơ, như đây này vẫn còn H1-212. Các bác nếu mà sử dụng trên cái thùng này, bên em combo này, cả thùng cả phân tần thì là có cái công tắc cản đánh qua CV, đánh với găng. Nhưng bây giờ sẽ thay đổi đảo pha của loa tép. Cái này bây giờ là chỉ có nhiệm vụ là đảo pha của loa tép. Tức là nếu như các bác về mua thùng về, có củ bát, có củ tép nắp vào không ưng ý, tiếng không đồng vượt lắm, thì các bác gạt công tắc này, nó sẽ tự động đảo pha của cái loa tép. Bát giữ nguyên pha, chỉ có đảo pha loa tép. Rất hay. Không cần phải tháo củ tép ra đổi dây như ngày xưa em hướng dẫn các bác làm gì cả. Các bác giữ nguyên đấu đúng âm dương của loa tép. Nếu như gạt như trên này là cộng pha, tức là đúng âm đúng dương, mà nghe tiếng mic rõ ràng sắc nét chi tiết thì thôi, không phải chỉnh nữa. Còn các bác nghe nó chưa được ưng lắm, các bác gạt công tắc xuống thì thành đảo pha 180 độ, thì có thể tiếng nó sẽ nhỉnh hơn hoặc là có thể không bằng. Đấy, còn tùy với củ loa, với họng kèn của các bác, củ loa với củ bát của các bác. Đấy. Sơn sần hạt mỹ. Đợt trước thì còn đấy được cái sơn sần là hạt là kiểu hạt cát nhưng mà giả cát. Còn bây giờ thì lấy được cái loại sơn này. Sơn này không ưng lắm bằng cái sơn kia, nhưng mà thôi có sao thì dùng vậy các bác ạ. Không nên đua đòi làm cái gì cả. Con này rất là to, khủng bố nhá. Một chiếc này trên lý thuyết các bác đánh ở độ cao, tức là đo từ giữa họng kèn kia xuống dưới đất tầm 2 mét, xong các bác kê đằng sau loa lên cho nó nghiêng lên trên mặt trước tí tầm 10 đến 15 độ thì nó có thể, một chiếc này nó có thể sơ được 500 đến 800 khách nếu như các bác đặt điều kiện tầm 2 mét, họng kèn ở 2 mét. Còn nếu như đặt cao nữa thì các bác cho nghiêng nhiều nữa, và phải có dây chằng, dây chằng vắt qua này đó, thì nó mới đảm bảo được cái đánh công suất lớn và loa nó không xây dịch.
cơ bản nó không xây dịch được bởi vì cái này rất là to, rất là nặng rồi. Còn nắp ráp như thế nào thì các bác chỉ cần xem đến phần cuối video, em có một trích đoạn ngắn thì em hướng dẫn các bác luôn của bát vào nắp như thế nào thì em có hướng dẫn thế thôi. Con này thì có hai góc mở. Góc mở của nó bát là 60 độ ở trong, còn ngoài là 120 độ. Góc mở của họng kèn là 90 độ trái phải và lên trên xuống dưới có 10 độ thôi. Đấy. Rất là kỳ gớm nhá. Bát thì nó có hai góc mở 60 độ trong và 120 độ ngoài. Còn lên trên xuống dưới gần như là không có độ, nó đánh thẳng luôn. Bởi vì tiếng trung trầm từ 500 Hz trở về, nó không có định hướng, đâu cũng có cả. Nó có định hướng một tí thôi. Ưu tiên là đằng trước loa thì nó sẽ nhiều. Nếu như các bác mở góc này thì đằng trước loa nó sẽ nhiều. Ok, các bác nào quan tâm đến sản phẩm này liên hệ trực tiếp nhé. Giá hiện tại em đang báo rồi là 5 triệu rưỡi bao ship, bao gồm là cả thùng, cả phân tần, cả họng kèn, cả ốc cho các bác đầy đủ. Và họng kèn là sẽ là sử dụng họng kèn này. Còn đôi này là 5,2 triệu, là đơn nợ hàng của các bác. Các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp nhé. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong những video clip lần sau.